Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mãnh Lực Dương Quan hệ tình dục là điều không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người Không chỉ giúp thỏa mãn, khoái cảm, việc quan hệ điều độ còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe Tuy nhiên, đàn ông quan hệ nhiều có tốt hay không? Và tần suất quan hệ thế nào là phù hợp là điều mà không phải ai cũng biết Sẽ theo dõi video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu là đàn ông quan hệ nhiều có tốt hay không? Mức độ tần suất quan hệ tình dục của mỗi người là rất khác nhau và điều này phụ thuộc nhiều vào nền tảng sức khỏe, độ tuổi và tâm lý của mỗi người. Đàn ông quan hệ nhiều của tốt hay không cũng phụ thuộc vào những yếu tố này cùng với số lần quan hệ trong một tuần, một tháng của các quý ông có thể giống nhau nhưng mỗi ngày lại có cảm nhận khác nhau. Có người cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhưng có người lại cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và suy nhược cơ thể. Tuy nhiên theo các chuyên gia tình dục đã ông quan hệ tình dục nhiều, quan hệ quá độ có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tâm lý. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến bản thân của các quý ông mà về phía đối tác của mình cũng chịu nhiều tác động xấu. Vậy những tác hại mà khi quan hệ tình dục quá độ là gì? quan hệ tình dục điều độ và lành mạnh đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và giúp cho mối quan hệ nam nữ thêm bền chặt tuy nhiên đàn ông quan hệ với tần suất dày đặc có thể gây ra những tác hại như gây mệt mỏi và suy nhược cơ thể Quá trình quan hệ tình dục tiêu tốn rất nhiều năng lượng của phái mạnh, do đó sau mỗi cuộc vui, nam giới thường có cảm giác mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi để tái tạo sức khỏe. Tần suất quan hệ tình dục quá nhiều sẽ khiến cho tình trạng mệt mỏi ở nam giới ngày càng gia tăng. Về lâu dài thì có thể dẫn tới suy nhược cơ thể. Nam giới có thể gặp phải các triệu chứng như đau lưng, thiếu năng lượng, người gầy gò và xanh sao. Vậy đàn ông quan hệ nhiều có tốt hay không? Đây là tác hại rất thường hay gặp ở nam giới có cuộc sống tình dục quá phóng túng. Khi mà giao hợp quá nhiều thì dương vật của nam giới có thể bị sưng đau. Các quý ông dễ dàng gặp phải các triệu chứng như xuất tinh sớm, xuất tinh không kiểm soát, rối loạn cương dương. Về lâu dài thì các cơ quan sinh dục phải hoạt động quá mức có thể dẫn tới tình trạng sung huyết ống dẫn tinh và nam giới có nguy cơ bị viêm tiêm hoàn hoặc là viêm tuyến tiền liệt. Và một số trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn tới liệt dương và mất khả năng quan hệ. Tiếp theo, chính là khi mà đàn ông quan hệ quá nhiều thì có thể gây vô sinh. Tần suất quan hệ dày đặc đồng nghĩa việc nam giới về xuất tinh nhiều hơn. Xuất tinh liên tục khiến cho chất lượng tinh trùng bị giảm sút một cách nghiêm trọng. Nam giới có thể đối mặt với nguy cơ tinh trùng loãng, tinh dịch không chứa tinh trùng. Kết hợp với tình trạng rối loạn sinh lý nam giới có thể gặp phải. Điều này khiến cho các quý ông có nguy cơ vô sinh rất cao. Tiếp theo, chính là quan hệ nhiều sẽ gây suy giảm chức năng thận thận là cơ quan có vai trò rất quan trọng trong chuyện chăn gối. Chính vì thế hoạt động tình dục quá mức sẽ khiến cho thận bị quá tải, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thận. Nam giới quan hệ quá nhiều khiến cho chức năng thận bị suy giảm, dễ mắc các bệnh về thận như là suy thận, hội chứng thận hư, thận yếu và viêm cầu thận tác động xấu tới tim mạch. Hệ tim mạch của nam giới phải hoạt động rất nhiều trong quá trình quan hệ tình dục. Khi đó nhịp tim sẽ tăng nhanh, huyết áp cũng thay đổi và cơ thể có thể bị tăng nhiệt độ. Vì thế những người mắc bệnh tim mạch cần cẩn trọng khi giao hợp. Ngoài ra khi nam giới quan hệ tình dục quá mức sẽ khiến cho hệ tim mạch phải làm việc quá sức, chịu sức ép, áp lực lớn làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và tăng huyết áp vậy tần suất quan hệ phù hợp ở nam giới là như thế nào những tác hại nêu trên đã phần nào giải đáp được thắc mắc là đàn ông quan hệ nhiều có tốt hay không phải mạnh không nên quan hệ tình dục quá độ mà cần phải quan hệ với tần suất phù hợp điều này phụ thuộc nhiều vào sức khỏe và độ tuổi của nam giới các cặp đôi có thể lắng nghe cơ thể mình và điều tiết tần suất quan hệ cho phù hợp các chuyên gia tình dục đã nghiên cứu và chỉ ra rằng ở từng độ tuổi sẽ có tần suất quan hệ thích hợp khác nhau. Và dưới đây là gợi ý về tần suất quan hệ tình dục vừa giúp cho các quý ông thỏa mãn lại vừa đảm bảo được an toàn cho sức khỏe. Đầu tiên chính là nam giới tuổi từ 20 đến 25 thì tần suất yêu khoảng 1 lần trên một ngày hoặc là 3 lần trên một tuần. Nam giới từ 30 đến 50 thì nên quan hệ khoảng 2 lần trên một tuần. Đối với người trên 50 tuổi thì chỉ nên quan hệ khoảng 1 lần trên một tuần hoặc là 2 lần trên một tháng. Quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý rất bình thường của mỗi người Tuy nhiên đàn ông quan hệ nhiều có tốt hay không thì câu trả lời chính là không Nếu mà điều tiết được tần suất quan hệ phù hợp thì giúp cho các quý ông có được một sức khỏe tốt, thăng hoa hơn trong tình yêu Và có thể giải tỏa được những vấn đề tâm sinh lý một cách viên mãn nhất Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về mảnh lực xương. Sản phẩm này được bán với giá dao động khoảng 850 000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Các bạn có thể mua mảnh lực xương qua hotline hoặc Zalo số 0899918585 để tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.